Okay, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Thân Hạnh được đón tiếp anh Dũng ở Biên Hòa xuống ủng hộ một cây bồ sao bãi Thái gắn đường cho đam với cúp, nhưng mà dòng này sản xuất là cho sao bãi CM với là một cặp phuộc dành cho sao bãi phuộc mới nha, chứ không phải phuộc viên. Đây là phuộc mới như là một cây bồ Thái. Mình cũng có một xíu phân minh chút xíu là bô Thái đợt này có 3 loại, không phải 3 loại mà đợt đầu nó in cái chữ XX50 ở trên cái bô, đợt sau không có cái chữ nào hết, và còn thêm một đợt nữa là nó có cái chữ xanh cây ở trên bô. Thì hiện giờ bên mình không có hai cái loại kia để mà quay cho các bạn, thì đợt sau mình sẽ cố gắng mình tìm đủ 3 cái bô khác nhau để quay cho các bạn coi. Thế nhiều lúc mà anh em mua là nói tại sao thấy cái bộ đây mà cuối cùng gửi cái bộ kia thì nó hơi lạ một chút. Thì lưu ý là đặc điểm nhận dạng cái bộ Thái, một là phải CM, cái thứ hai ở trong nó phải có ruột, còn nếu không có ruột thì là bộ Việt Nam, ở trong phải có ruột nha. Một là có ruột, cái thứ hai là CM hết. Còn cái hiệu trên bộ thì hiện giờ mình đang nắm được thông tin là có 3 lúc sản xuất, nó có 3 cái hiệu khác nhau. Đợt đầu là có chữ XX50 trên cái dành cái bát để đỡ cái chống đứng. Đợt thứ hai là nó có chữ xanh cây, và đợt thứ ba là không có cái chữ gì ở trên bô. Đó. Hiện giờ anh Dũng đang cầm cái bô đợt này là không có cái chữ nào. Thì với lại cũng gửi lời tới một anh bữa trước ở Hà Nội là cũng lấy một cái bô của em và nói là em gửi không đúng đời, thì em cũng xin đính chính lại là đúng là bô Thái. Còn cái hiệu có hay không có thì tùy theo đợt mà người ta đóng lên. Thế còn cái phần đóng lên như thế nào thì em không can thiệp được. Đó, thì đó là một số đôi lời gửi tới tất cả các anh chị em chạy xe. Rồi, ok, cảm ơn các bạn và chúc các bạn buổi sáng tốt lành. Bye bye.